Phạm Băng Băng từ một diễn viên chuyên đóng vai phụ A Hoàng trở thành bà Hoàng trong ngành giải trí. 3 năm liên tiếp, cô có tên trong top 10 diễn viên có thù lao cao nhất thế giới và là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi lọt vào danh sách này. Cô cũng là diễn viên nữ duy nhất được người đời gọi là Phạm Gia, ngang tầm Tinh Gia, Châu Tinh Trì. Thế nhưng, Phạm Băng Băng lại là cái tên gắn liền với hai chữ tai tiếng. Tai tiếng không ngừng và chưa từng có giới hạn cao nhất. Ngày hôm nay, hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá những câu chuyện ít ai ngờ, vô cùng chấn động về nữ hoàng thị phi này nhé, thưa quý vị. Trong bộ phim Phi Thường Hoàng Mỹ, Phạm Băng Băng vào vai một mình tình xinh đẹp hơn người, khiến đàn ông say đắm, phụ nữ đố kỵ. Trên màn bạc, cô cướp đi bạn trai của Trương Tự Di, chèn ép đồng nghiệp để thăng tiến. Vai diễn đó được cho là khắc họa Phạm Băng Băng của đời thực, với đầy rẫy những thị phi. Người trong ngành đều thắc mắc tại sao Phạm Băng Băng lại đạt đỉnh vinh quang giữa vòng xoáy bú rìu dư luận. Phải chăng Thượng Đế quá thiên vị Phạm Băng Băng hay vì còn một lý do nào khác? Mỹ nhân nổi loạn từ ngày mới chào đời. Mùa thu năm 1981, cô con gái đầu lòng của nhà họ Phạm chào đời tại một bệnh viện nhỏ tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Bác sĩ đỡ đẻ Phạm Băng Băng kể, tôi vẫn nhớ cô bé ấy. 30 năm đón các bé chào đời, tôi chưa từng thấy em nhỏ nào xinh đẹp như thế. Từ viện trở về nhà, em gái nhỏ được gia tộc họ Phạm cưng chiều hết mực. Ông nội Phạm Băng Băng là tướng lĩnh cấp cao trong ngành hải quân. Khi nhìn cháu gái, người lính vốn lạnh lùng đã cười lớn. Nhìn đôi mắt to sáng này, đây đúng là cháu trưởng của nhà họ Phạm. Cô bé được đặt tên Băng Băng, ngụ ý về nước biển, cũng giống như ngành hải quân. 4 năm sống cùng ông bà, Phạm Băng Băng được học múa, học hát. 5 năm tuổi, cô được cha mẹ đón về chăm sóc. Mẹ Phạm Băng Băng là một diễn viên múa, cha là ca sĩ trong đoàn văn công hàng không hải quân. Gần gũi với mẹ cha, tình yêu nghệ thuật thấm vào cô gái nhỏ lúc nào chẳng hay. Ngày nhỏ, tôi thích nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật. Thứ duy nhất tôi khó chịu là dương cầm, tôi ghét đàn và có thể mâu thuẫn với mẹ chỉ vì không thích học đàn, Phạm Băng Băng kể. Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan, nghe lời người lớn, cô khẳng định. Những ngày cô chịu đòn roi của mẹ còn nhiều hơn các bạn nam cùng tuổi. Khi học tiểu học, cô không thích toán nên thường xuyên bỏ mặc môn học này. Mẹ Phạm Băng Băng từng khóc khi con gái điểm cao ngữ văn nhưng lại chỉ đạt 21 trên 100 điểm toán. Năm đó, cô gái nhỏ mới học tiểu học đã mạnh miệng. Về sau, con chắc chắn không cần toán học để thành tài, mẹ yên tâm đi. 16 tuổi, chưa kịp chuẩn bị đã thành minh tinh. Năm 15 tuổi, Phạm Băng Băng rời quê nhà, xa gia đình, nuôi mộng thành diễn viên. Cô được nhận vào học tại Minh Tinh Hằng Thông Thượng Hải của đạo diễn lão thành Tạ Tấn. Trường đại học danh tiếng này yêu cầu học viên phải có tài nghệ, nhưng yếu tố quan trọng nhất là phải có vẻ ngoài đặc biệt. Vì vậy nếu chỉ sở hữu tài năng mà không có ngoại hình tốt thì chắc chắn không thể nhập học. Từ khi còn trẻ, Phạm Băng Băng đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Theo mẹ của Phạm Băng Băng kể, con gái bà từ nhỏ đã rất xinh xắn. Vào ngày nhập học cấp 2, cô được bố chở đến trường và khiến một nhóm nam sinh 60 người chạy ra ngắm nhìn. Thậm chí, giáo viên của trường còn đề nghị bố mẹ Phạm Băng Băng nên đưa đón con gái cẩn thận để đảm bảo an toàn cho cô. Khi vào trường, Phạm Băng Băng đã trở thành hoa khôi với vẻ ngoài nổi bật rạng ngời. Năm 1996, có rất nhiều nhà tuyển chọn tài năng đến trường học của Tạ Tấn để tuyển chọn diễn viên. Với ngoại hình nổi bật của mình, mỹ nữ họ Phạm nhanh chóng được chú ý. Sau đó, cô có cơ hội tham gia bộ phim truyền hình Nữ Cường Nhân cùng Lưu Thuyết Hoa và gia nhập làng giải trí từ đó. Sau này cô còn tốt nghiệp trường Học viện Hí kịch Thượng Hải. Năm 1998, Lưu Thuyết Hoa đã tiến cử cô với nhà sản xuất Quỳnh Giao để tham gia vào series phim truyền hình đình đám Hoàn Châu Cách Cách. Cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Quỳnh Giao và đảm nhận vai diễn Kim Tỏa có tính chất nhẹ nhàng, tinh tế và dịu dàng. Lúc ấy, Phạm Băng Băng mới chỉ 16 tuổi, gương mặt trong sáng đáng yêu của cô để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều khán giả. Và có lẽ không ai nghĩ rằng người từng đóng vai thị nữ của tiểu thư ngày ấy sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ sau này. Hoàng Châu Cách Cách khi đó đã trở thành siêu phẩm, tạo nên nhiều kỷ lục trong các phim truyền hình Trung Quốc, thậm chí trở thành huyền thoại. Bộ phim này được phát sóng tại nhiều nơi trên thế giới, đưa tên tuổi của Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á. Sau đó cô ký một hợp đồng với công ty của Quỳnh Giao. Vào thời điểm đó, bà Trương Truyền Mỹ đã đảm nhận vai trò là người quản lý cho con gái của mình. Theo quy định trong hợp đồng, cô chỉ được nhận hợp đồng qua công ty, nhưng trong một thời gian dài, từ sau khi ký hợp đồng, cô không nhận được bất kỳ một công việc nào. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không có thu nhập. Điều này khiến hai mẹ con cô phiền lòng. Trong lúc này, đại diện bộ phim truyền hình Tiểu Lý Phi Đao đã liên lạc với Phạm Băng Băng mời cô tham gia diễn xuất. Công việc tại công ty đứng im không phát triển, nên cô đã tự ý nhận lời đóng phim với sự hỗ trợ từ mẹ. Tuy nhiên sau đó, cô đã phải trả giá vì vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho Quỳnh Giao số tiền thanh lý là 200.000 nhân dân tệ, khoảng 703 triệu đồng. Đây là một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Phạm Băng Băng chỉ có được 1.800 nhân dân tệ cho mỗi tập phim Hoàn Châu Cách Cách. Cô đã thế chấp căn nhà của mẹ cô để kiếm đủ 200.000 nhân dân tệ trả cho Quỳnh Giao. Đến năm 1999, sau rất nhiều nỗ lực, Phạm Băng Băng đã thành công trong việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của Quỳnh Giao. Đương lúc mỹ nhân họ Phạm đang loay hoay tìm đường cho tương lai, Giả Vân đã đưa cô ra khỏi khủng hoảng nghề nghiệp. Giả Vân là chủ tịch tập đoàn quốc tế Bì Khải Vương, với khối tài sản cá nhân lúc đó ước tính là 3,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12.000 tỷ đồng, và còn được biết với vai trò nhà sản xuất phim. Năm 1999, Phạm lọt vào mắt xanh của Giả Vân và ký hợp đồng 3 năm với 5 bộ phim. Thậm chí Giả Vân cũng đã bỏ ra 6 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 20 tỷ đồng để lăn xê cho mỹ nữ họ Phạm. Dù được ông chủ Giả đầu tư, nhưng các bộ phim truyền hình của Băng Băng lúc bấy giờ không mấy thành công. Thậm chí sự nổi tiếng của cô khi đó không đến từ vai trò diễn viên, mà do những tin đồn về mối quan hệ nam nữ giữa cô và Giả Vân. Trong giới giải trí, đứng sau thành công của một ngôi sao lớn, bao giờ cũng có bóng dáng của người quản lý chuyên nghiệp đứng sau hậu thuẫn. Đây được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi người quản lý liên quan mật thiết đến tần suất xuất hiện của nghệ sĩ trước công chúng. Ý thức được điều đó, bà Trương Truyền Mỹ, mẹ và là người đại diện lúc bấy giờ của Phạm Băng Băng nhận thức được rằng, để con gái vững chắc trong giới giải trí thì nhất định cần một người quản lý chuyên nghiệp và tin cậy. Vì vậy, bà đã quyết định rút lui, không can thiệp vào sự nghiệp của con. Sau đó, Phạm Băng Băng đã gặp được Vương Kinh Hoa, người được ca ngợi là huyền thoại, đảm nhận vai trò quản lý cho mình. Những ngôi sao lớn như Trần Đạo Minh, Quang Chi Lâm, Lưu Gia Linh, Ngô Quân Như và nhiều người khác đều từng là nghệ sĩ dưới quyền của Vương Kinh Hoa. Điều đó có thể thấy, không ngoa khi nói bà là một trong những nhà quản lý nghệ sĩ hàng đầu của Trung Quốc. Khi gia nhập vào công ty của Vương Kinh Hoa, Băng Băng đã nhận được nhiều cơ hội tốt hơn. Từ đây, cô tiến vào nền điện ảnh Hồng Kông và quen biết diễn viên gạo cội xứ Cảng Thơm Hồng Kim Bảo, ông trùm võ thuật Hồng Kông. Mối tình cha con. Năm 2000, khi mới 19 tuổi, Phạm Băng Băng rộng đường tiến vào showbiz nhờ vào mối quan hệ thân thiết với đại ca Hồng Kim Bảo. Từng đóng cặp với nhau trong phim Đặc Cảnh Phi Long, cô rất được ông trùm võ thuật Hồng Kông yêu mến và được nhận làm con gái nuôi. Hồng Kim Bảo từng thừa nhận đã tặng cho Băng Băng căn hộ sang trọng trị giá 50 triệu nhân dân tệ, gần 170 tỷ đồng sau bộ phim, nhưng cũng khẳng định mình chưa bao giờ đặt chân đến đó. Hai người bị đồn quan hệ tình cảm lén lút. Theo tin đồn, Phạm Băng Băng mang thai ngoài ý muốn sau cuộc tình này, nhưng vì sự nghiệp còn rộng mở, cô lẳng lặng sinh con và giấu kín chuyện đã là mẹ. Năm 2007, chân dung bé trai được cho là con rơi của Phạm Băng Băng được công bố trên báo chí. Cậu bé có gương mặt na ná Hồng Kim Bảo thời trẻ, lại sống cùng bố mẹ Phạm gia ở Thanh Đảo. Sự việc ồn ào đến mức mẹ nữ diễn viên phải lên tiếng thanh minh, khẳng định bé trai Phạm Thư Thừa là con của bà, là em trai kém 19 tuổi với Phạm Băng Băng. Do mang thai tuổi cao nên bà ngại chia sẻ, không ngờ lại khiến con gái bị tổn thương. Lời tâm sự của mẹ Phạm Băng Băng không làm dư luận hết nghi vấn. Họ cho rằng bà cố tình che giấu, bao biện cho con gái. Năm 2014, trong lần phỏng vấn với MC Lỗ Dự, trước câu hỏi về tin đồn ngoại tình với Phạm Băng Băng, Hồng Kim Bảo lấp lửng, dù có là sự thật, tôi cũng không trả lời. Nhiều năm sau, Phạm Băng Băng không thích nói đến Hồng Kim Bảo. Cô từ chối tiết lộ về chuyện tình yêu, nhưng luôn được đàn ông săn đón. Đến hiện tại, dù Hồng Kim Bảo đã thể hiện sự đoạn tuyệt với Phạm Băng Băng, nhưng tin đồn tình ái giữa họ vẫn tiếp tục được lan truyền và bàn luận không ngớt. Bởi vì thực sự vào thời điểm đó, với sự giúp đỡ của Hồng Kim Bảo, Phạm Băng Băng đã có được rất nhiều cơ hội đổi đời. Cô được chính thức gia nhập làng phim xứ Cảng Thơm và diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Đặc Cảnh Phi Long, Sư Tử Hà Đông, Thiên Cơ Biến 2 và nhiều bộ phim khác. Tuy nhiên, sau đó Phạm đã không thể hợp tác tiếp tục với Hồng Kim Bảo vì không thể chịu được áp lực cực lớn từ công chúng. Sau đó, cô đã quyết định chọn ký hợp đồng với một công ty nổi tiếng có tên Hoa Nghị Huynh Đệ. Hoa Nghị huynh đệ, ông trùm thâu tóm showbiz Trung Quốc. Giới giải trí của quốc gia nào cũng đều tồn tại thế lực ngầm, âm thầm đứng sau tài trợ cho các nghệ sĩ. Và showbiz không ngoại lệ. Vai vế của họ trong giới đủ để mở lối, hỗ trợ cho ngôi sao trụ vững về lâu dài giữa môi trường phức tạp đầy sự cạnh tranh khốc liệt. Đồng thời, họ thừa nhận khả năng để khiến sự nghiệp bất kỳ ai phải nhận án tử. Vương Trung Quân sinh năm 1960 và Vương Trung Lỗi sinh năm 1970 là hai anh em doanh nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 1994, cặp song vương thành lập Hoa Nghị huynh đệ, tập đoàn giải trí tư nhân tầm cỡ tại Trung Quốc đại lục. Theo iFan, Hoa Nghị huynh đệ được mệnh danh là đế chế của ngành giải trí Hoa ngữ khi sở hữu chuỗi rạp chiếu phim, công ty sản xuất chương trình truyền hình và hãng thu âm. Tập đoàn từng là công ty chủ quản của hàng loạt sao hạng A, xứ tỷ dân như Châu Tấn, Lý Băng Băng, Angela Baby, Phùng Triệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Tô Hữu Bằng. Bên cạnh đó, tập đoàn là đơn vị đứng sau sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và ăn khách như Thiên Hạ Vô Tắc, Đường Sơn Đài Địa Chấn, Dương Gia Tướng, Họa Bì, Tây Du Hàng Ma Thiên, Thần Khám Địch Nhân Kiệt. Hoa Nghị huynh đệ cũng là tập đoàn giải trí đánh dấu cột mốc mới, mở màn trào lưu thành lập phòng làm việc riêng cho các nghệ sĩ kỳ tài dưới trướng vào năm 2005. Vị thế vững chãi của Hoa Nghị huynh đệ là bàn đạp của Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi, trở thành những ông trùm nắm quyền sinh sát sự nghiệp của không ít nghệ sĩ. Một đạo diễn họ Từ tiết lộ trong giới, không ai dám đắc tội với anh em họ Vương. Ngay khi gặp Băng Băng, Vương Trung Lỗi nhận thấy vẻ đẹp trời phú của cô và có ý định biến cô trở thành cây hái ra tiền cho công ty. Vì vậy sau đó, Phạm đã được tham gia diễn xuất nhiều bộ phim truyền hình. Dù trở nên quen mặt với khán giả, nhưng diễn xuất của cô có thể ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng. Bởi tại thời điểm đó, công chúng vẫn nhớ tới Phạm Băng Băng với vai diễn thị nữ Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Khi cô đang loay hoay tìm cách khẳng định lại tên tuổi trong lòng khán giả, thì Phùng Tiểu Cương xuất hiện. Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958. Những năm cuối thập niên 1990, Phùng Tiểu Cương là ông vua phòng vé phim Tết nhờ các bộ phim hài dân dã, tự tại. Có thể kể đến là Lost My Love 1994, The Dream Factory 1997, Be There or Be Square 1998, Sorry Baby 1999, đến Big Short's Funeral 2001, Sherphone 2003. Ngoài dòng phim hài, đạo diễn còn gây tiếng vang với thể loại lãng mạn, bi kịch hay chính kịch như Dạ Yến, Thiên Hạ Vô Tắc, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Nạn Đói 1942, Tôi Không Phải Phan Kim Liên. Với những thành công đạt được tại thị trường đại lục và cạnh tranh trực tiếp với các bộ phim của Hollywood, Phùng Tiểu Cương là nhân vật quan trọng trong nhóm các đạo diễn, nghệ sĩ kỳ cựu quyền lực tại Bắc Kinh, bên cạnh Từ Tịnh Lôi, Triệu Bảo Cương, Vương Sóc, Nghiệp Kinh. Nhóm nghệ sĩ này được gọi là Kinh Khuyên. Họ nắm trong tay nhiều dự án lớn, có quyền lực chọn diễn viên, nâng đỡ người mới. Vì đạo diễn từng hết lòng lăng xê Ngô Diệc Phàm, ngôi sao hóa ra anh vẫn ở đây, về sau bị điều tra 8 cáo buộc là hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, mua bán và hối lộ tình dục, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ. Phùng Tiểu Cương cũng giới thiệu Ngô Diệc Phàm với diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập. Theo 163, sự bảo đảm của Phùng Tiểu Cương chính là chỗ dựa mạnh nhất của Ngô Diệc Phàm trước khi nam thần tượng sụp đổ vì bê bối. Quyền lực ngầm nắm trong tay, thậm chí giúp Phùng Tiểu Cương nhiều lần an toàn thoát thân, dù tội chật ních ngăn kéo. Theo lời tố cáo của MC Thôi Vĩnh Nguyên, câu chuyện về Phùng Tiểu Cương cho thấy sự thao túng giới giải trí của cánh đàn ông gia thế và quyền lực. Năm 2016, giới giải trí Hoa ngữ chấn động trước tin tức Phùng Tiểu Cương tổ chức casting diễn viên khỏa thân trên phim trường Phương Hoa. Toàn bộ quá trình thi tuyển của các nữ diễn viên đều được ghi hình để làm tư liệu. Sina cho hay, nguồn tin khẳng định đạo diễn gạo cội có tiếng là gã biến thái trên trường quay. Theo Sohu, Phùng Tiểu Cương còn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc giao lưu, dùng quyền lực ngầm ép các nữ nghệ sĩ trẻ phải trổ tài ca múa hát đáp ứng yêu cầu của khách mời. Năm 2017, đạo diễn 63 tuổi thậm chí dính nghi vấn liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều. Cô qua đời trong tình trạng lõa thể ở tuổi 24 dưới khuôn viên khách sạn. Một số nguồn tin cho biết Phùng Tiểu Cương là một trong hai người đàn ông bí ẩn bên cạnh Dương Húc Văn có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra án mạng. Thế nhưng theo Khi, ông đã dàn xếp với cảnh sát để không dính dáng đến vụ án. Cuối cùng, chỉ có chàng Quách Tĩnh bị triệu tập thẩm vấn. Đến nay, đạo diễn danh tiếng đã dính vào không ít vụ bê bối khó chấp nhận, nhưng ông vẫn sống yên biển lặng, là cái tên khiến nhiều người trong giới phải kiêng dè. Thế mới thấy, Phùng Tiểu Cương là một thế lực bất khả xâm phạm tại showbiz, Quy viết. Chevron Thủ Cơ năm 2004 là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Phạm Băng Băng thủ vai do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn, đã giúp nữ diễn viên trở thành nữ thần thương mại trong giới truyền thông Trung Quốc. Với màn hóa thân vào vai tình nhân của nam chính, bộ phim đem về cho cô giải nữ diễn viên xuất sắc nhất ở giải Bách Hoa lần thứ 27. Giải thưởng lần này đã giúp mỹ nữ họ Phạm thoát khỏi mác bình hoa di động trong lòng công chúng. Cô bắt đầu tham gia vào nhiều phim điện ảnh và bắt đầu đạt được vị trí diễn viên màn bạc hàng đầu. Với những thành công này, Băng Băng hy vọng mình sẽ trở thành nhất tỷ của Hoa Nghị. Nhưng để có được vị trí này, cô phải cạnh tranh gay gắt với hai cái tên đình đám, đó là Lý Băng Băng và Châu Tấn. Đối với khán giả, khi đặt những người này lên bàn cân, thì diễn xuất của Phạm Băng Băng kém nổi trội nhất. Cô thường xuyên có tin đồn tình ái với ông chủ Hoa Nghị Vương Trung Lỗi, hay chủ tịch tập đoàn Hằng Đạt. Xung quanh sự nghiệp diễn xuất của nữ hoàng họ Phạm luôn có bóng dáng của những người đàn ông, nên cô được khán giả gắn mác Hồ Ly. Năm 2007, Phạm tham gia bộ phim Quả Táo, tác phẩm của nữ đạo diễn trẻ Trung Quốc Lý Ngọc, đã chính thức lọt vào danh sách những bộ phim được tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 57. Đây cũng là lần đầu tiên cô được lọt vào danh sách đề cử của một giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp của mình. Bộ phim đã chính thức đưa Phạm Băng Băng ra quốc tế và tiếp xúc với nền điện ảnh hàng đầu thế giới Hollywood. Sau đó cô tham gia nhiều bộ phim bao gồm Iron Man 3, X-Men và nhiều bộ phim khác. Cũng trong năm 2007, hợp đồng giữa Phạm Băng Băng và công ty Hoa Nghị Huynh Đệ kết thúc. Từ năm 2022, tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ và nhóm Kinh Khuyên từng thâu tóm ngành giải trí Trung Quốc, giờ đây đang trên đà sụp đổ hoàn toàn. Theo đó, cổ phiếu Hoa Nghị Huynh Đệ hiện giảm hơn 90% tổng giá trị và có đến 96% tài sản bị cầm cố, thế chấp để bảo lãnh món nợ xấu lên đến hàng trăm triệu đô. Họ bị xem là bom nợ trong giới tài chính và là công ty giải trí bên bờ vực có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào. Lộ mặt đại gia khét tiếng, kim vệ sĩ cao cấp đứng sau Phạm Băng Băng. Năm 2007, Phạm Băng Băng thành lập công ty sản xuất điện ảnh riêng tại Bắc Kinh. Từ đó, gần như tên tuổi của cô đã không còn vướng phải những scandal của làng giải trí. Nếu có, Phạm Băng Băng đã thừa khả năng chống chọi và giải quyết một cách êm thấm. Để được thế, ngoài việc là một người tài năng, giàu có và nổi tiếng cả ở Trung Quốc lẫn tầm quốc tế, Phạm Băng Băng còn có một người đàn ông ở phía sau hỗ trợ cho cô bằng những chiến lược thông minh. Đó chính là trợ lý riêng của họ Phạm, Mục Hiểu Quang, một đại gia sở hữu khối tài sản 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3.400 tỷ đồng, nhưng lại tình nguyện đứng phía sau, trợ giúp cho nữ minh tinh bàn bạc nổi tiếng khắp châu Á, lớn hơn cô 20 tuổi. Mục Hiểu Quang là người gốc Sơn Đông, cùng quê với Phạm Băng Băng, tuy nhiên được sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, từng là ông chủ của câu lạc bộ 151 nổi tiếng ở Thượng Hải, và là ông trùm khét tiếng của làng giải trí xứ Đài. Mục Hiểu Quang là một nhà đầu tư lớn cho hàng chục bộ phim, trong đó có Bom tấn cổ trang, Nằm gai nếm mật, The Great Revival 2006. Xuất thân từ giới xã hội đen, đối với những người trong showbiz, Mục Hiểu Quang chuyên trị vai trò là người đứng sau và thâu tóm toàn bộ làng giải trí. Khi đến đại lục phát triển sự nghiệp, Mục Hiểu Quang đã nhắm tới Phạm Băng Băng. Ông đã giúp cô rời khỏi công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ, từng bước thành lập công ty điện ảnh riêng có tên Fan Bin Bin Studio. Từ đó, hai người như hình với bóng. Mỗi bước đi của nàng Kim Tỏa đều có sự hậu thuẫn của ông Mục. Đối với truyền thông, Mục Hiểu Quang trở thành một người quản lý sao mắt tay và ma quái. Nhưng thực tế, ông còn đóng vai trò lớn hơn vậy. Mọi sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước, Phạm Băng Băng đều có Mục Hiểu Quang tháp tùng che chắn cho cô, không bị bất cứ tổn thương nào từ phóng viên hay fan quá khích. Không chỉ là trợ lý cá nhân, ông kiêm luôn vệ sĩ cao cấp riêng của người đẹp họ Phạm. Năm 2008, dấy lên tin đồn tình ái giữa Phạm Băng Băng và Mục Hiểu Quang. Thời gian này, từng có thông tin cho rằng, ngoài việc tận tâm tận lực vì Phạm Băng Băng, ông còn nhờ người đến đền thờ Nguyệt Lão xin chiếc khóa tình yêu tặng người đẹp. Không những thế, Mục còn thường xuyên chế biến trứng trái tim cho Phạm Băng Băng khi ở đoàn phim, khiến nữ diễn viên cảm động. Tuy nhiên, mỗi khi báo giới đề cập đến Mục Hiểu Quang, ngôi sao Võ Tắc Thiên đều phủ nhận quan hệ tình cảm giữa hai người. Năm 2009, tại buổi họp báo tuyên truyền bộ phim Thập Nguyệt Vi Thành, Phạm Băng Băng ý tứ nói: "Mọi người cho rằng tôi không có bạn trai, có thể trong lòng tôi có rồi thì sao?" Bằng chứng là từ thời điểm Phạm Băng Băng mới rời công ty Hoa Nghị, truyền thông Trung Quốc bị Hoa Nghị thâu tóm, lần lượt tung ra hàng loạt những tai tiếng hướng về Phạm Băng Băng. Thế nhưng, Mục Hiểu Quang đã thẳng tay dẹp loạn không dấu vết. Mục còn giúp Phạm Băng Băng thành lập công ty, đầu tư sản xuất phim, kinh doanh, dần đưa tên tuổi của Phạm Băng Băng nổi tiếng hơn, giúp hóa giải những thị phi trước đây, tạo dựng hình ảnh tích cực đối với công chúng. Phạm Băng Băng và Lý Thần yêu nhau, cả châu Á đều biết. Tuy nhiên, Nếu để so sánh ai là người thân cận nhất đối với ngôi sao thắng thiên hạ, Lý Thần chưa chắc đã đánh bại được Mục Hiểu Quang. Dân mạng Trung Quốc từng bàn tán sôi nổi về bức ảnh Phạm Băng Băng vịn tay Mục Hiểu Quang khi đi cùng với Lý Thần trong một sự kiện. Trên Weibo, nhiều khán giả bình luận về các bức ảnh giữa ba người. Vì Mục Hiểu Quang mà Phạm Băng Băng chưa chịu lấy chồng, rốt cuộc ai mới là bạn trai của Băng Băng? Không ít người đặt câu hỏi như vậy. Một số nguồn tin khác cho hay, trước khi nhận được cái gật đầu của người đẹp, Lý Thần từng bị Phạm Băng Băng 3 lần từ chối lời cầu hôn và nguyên nhân là do Mục Hiểu Quang phản đối. Danh sách người tình dài dằng dặc. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng được xem là mẫu người đẹp hiếm có. Cô sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt mở to hình quả hạnh, sống mũi gọn và cao, đôi môi mọng như hoa hồng nở, thân hình gợi cảm và quyến rũ. Một nữ diễn viên xinh đẹp như Phạm Băng Băng tất yếu trở thành tâm điểm chú ý của nhiều đạo diễn. Đặc biệt, những nam diễn viên từng đóng cặp với Phạm Băng Băng đều khiến khán giả cảm giác họ đang yêu thay vì diễn. Vì vậy, đã có rất nhiều những scandal tình ái của Phạm Băng Băng diễn ra. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của người đẹp họ Phạm. Sơ sơ, người đẹp được cho đã hẹn hò với 20 người đàn ông, từ diễn viên nổi tiếng cho đến đại gia giàu có như Lục Nghị, Giả Vân, Nhậm Tuyền. Theo Sohu, một vị đạo diễn nổi tiếng đã tiết lộ Phạm Băng Băng là nguyên nhân khiến vợ chồng Vương Học Kỳ ly hôn. Theo nguồn tin này, Phạm Băng Băng và Vương Học Kỳ gặp nhau lần đầu tiên là khi hợp tác chung qua phim Mạch Điền. Sau đó tình cảm dần phát triển quá mức tình đồng nghiệp khi đóng Thập Nguyệt Vi Hành. Vị đạo diễn nói trên còn cho biết, chuyện tình của Phạm Băng Băng và Vương Học Kỳ đều lan truyền khắp giới giải trí và đồng nghiệp ai ai cũng biết. Từ lâu đã không còn là bí mật. Thậm chí có lần, tỷ phú Quách Văn Quý đăng clip khẳng định Phạm Băng Băng là một trong số các người đẹp quan hệ tình ái với bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn. Ông Quách mô tả Vương Kỳ Sơn đã ở tuổi U70 nhưng là tai to mặt lớn nên hậu thuẫn cho Phạm Băng Băng trong nhiều năm tại showbiz. Ông này còn khẳng định nữ diễn viên Võ Tắc Thiên phải đánh đổi rất nhiều để có được vị trí như hôm nay. Sự việc này ồn ào đến mức Phạm Băng Băng buộc phải đệ đơn kiện Quách Văn Quý vì bị bôi nhọ. Dư luận lại được dịp thắc mắc sao luôn là Phạm Băng Băng. Trong nhiều năm, Phạm Băng Băng khiến khán giả bội thực khi xuất hiện quá nhiều dự án phim, là gương mặt trang bìa các ấn phẩm tạp chí, quảng cáo. Năm 2009, nữ diễn viên còn đóng đến 7 bộ phim một năm như chạy show. Để có tần suất phủ sóng dày đặc, nữ hoàng thị phi được cho đã dở nhiều chiêu trò. Phạm gia sẵn sàng hạ giá các C, đạt tầm sao hạng A, nhưng cô ấy có thể đưa mức thù lao xuống thấp kỷ lục. Không một diễn viên nào trở thành đối thủ, nguồn tin trong ngành tiết lộ. Hơn thế nữa, cô còn có cách để triệt hạ mọi đối thủ. Năm 2014, biên kịch Tất Thành Công tố Phạm Băng Băng đứng sau tin đồn Trương Tự Di là người tình quan tham Bạc Hy Lai và chủ động phát tán nghi vấn Tự Di bị cấm xuất cảnh cho điều tra. Vụ việc này khiến các đạo diễn dần tránh xa Trương Tự Di. Cũng năm 2014, Thư Kỳ bị khui lại loạt ảnh nuôi trong quá khứ. Phạm gia một lần nữa bị đồn đứng sau giật dây. Danh sách bị Phạm Băng Băng tìm cách hãm hại còn có Thang Duy, Diêu Thần, Trương Tịnh Sơ. Nguồn tin này tiết lộ. Mỹ nhân họ Phạm giàu cỡ nào? Trong suốt 5 năm, từ 2013-2017, Phạm Băng Băng luôn là nữ diễn viên quyền lực và thu nhập cao nhất Trung Quốc. Năm 2016, Phạm gia lọt vào top 5 nữ minh tinh có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes tại Mỹ công bố. Với thu nhập 17 triệu đô, cô trở thành nữ diễn viên châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này, đứng vị trí thứ 5 toàn cầu. Năm 2017, cô được kết nạp vào Viện Hàn Lâm Khoa học Điện ảnh và là thành viên trẻ tuổi nhất. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, tạp chí Forbes China đã công bố danh sách những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc và người đứng đầu không ai khác chính là Phạm Băng Băng. Trong 13 năm, kể từ khi Forbes China đưa ra bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc, Phạm Băng Băng chưa bao giờ lọt khỏi top 10. Cô cũng là nghệ sĩ 5 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách. Ở độ tuổi 36, Phạm Băng Băng có mọi thứ từ danh vọng, nhan sắc đến tình yêu. Nữ diễn viên từng nói, tôi không cần cưới đại gia, bởi tôi đã là đại gia của chính mình. Vậy đâu là yếu tố làm nên sự giàu có khó tin của Phạm Băng Băng? Ước tính mỗi ngày cô kiếm được 13 triệu nhân dân tệ, 46 tỷ đồng lợi nhuận từ cổ phiếu. Sở hữu hàng loạt chung cư cao cấp từ Bắc Kinh đến Sơn Đông, biệt thự tại Thượng Hải, cho thuê những tòa nhà tại Canada. Độ giàu có của Phạm Băng Băng chẳng cần nói hay giới thiệu qua, thì ai cũng đều biết và nghe danh tới. Một lần tổ chức sinh nhật, Phạm gia khiến nhiều người choáng ngợp với chiếc bánh kem cao tầng trị giá 1,98 triệu nhân dân tệ, hơn 7 tỷ đồng. Được biết, chiếc bánh này được xem là kho báu của một cửa hàng thương hiệu quốc tế. Quả thật câu nói, nghèo khó làm hạn chế trí tưởng tượng của con người, không sai tí nào. Người có mức thu nhập bình thường chẳng thể nào có thể nghĩ đến hoặc biết được có chiếc bánh kem sinh nhật đắt tiền đến vậy. Hợp đồng âm dương và lệnh phong sát chấn động Cbiz. Năm 2017, cô được vinh danh trên trang bìa tạp chí Time với tư cách là một trong số 100 người có ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng chỉ một năm sau đó, tháng 5 năm 2018, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là ngôi sao được săn đón nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ, tai họa ập xuống đầu Phạm Băng Băng khi MC đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV Thôi Vĩnh Nguyên đăng tải hình ảnh hai bản hợp đồng diễn xuất của Phạm Băng Băng trong phim Điện thoại di động 2. Một bản ghi mức thù lao thực tế trả cho nữ diễn viên là 7,8 triệu đô, trong khi bản còn lại chỉ ghi 1,6 triệu đô, dường như là để trình với cơ quan thuế. Từ khóa tìm kiếm hợp đồng âm dương cùng cái tên Phạm Băng Băng gây sốt không chỉ ở Trung Quốc mà khắp châu Á và trên cả thế giới. Hai tài liệu khiến người ta nghĩ ngay tới khả năng nữ diễn viên dường như đang sử dụng hai hợp đồng để trốn thuế. Hợp đồng mà công chúng nhìn thấy, tức hợp đồng dương, có số tiền nhỏ hơn và là hợp đồng sẽ được dùng để khai thuế. Trong thực tế, số tiền mà diễn viên được hưởng cao gấp nhiều lần sẽ xuất hiện trong hợp đồng âm bí mật và không bị đánh thuế. Sử dụng loại hợp đồng đôi còn được gọi là hợp đồng âm dương, không phải là điều bất thường trong ngành giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, với vụ của Phạm Băng Băng, tin tức về nghi vấn trốn thuế ngay lập tức lan truyền như vũ bão. Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc đã điều tra nghi vấn. Cùng với đó, những hình ảnh Phạm Băng Băng với dáng vẻ mệt mỏi khi bị còng tay, xích chân, bên cạnh là hai nữ cảnh sát, cũng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người bị sốc. Không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra về tung tích của Phạm Băng Băng hay về bất kỳ cáo buộc phạm tội khả dĩ nào chống lại nữ diễn viên lúc đó. Sự việc này rất giống năm 2011 khi Ngải Vị Vị, nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã bị giam giữ gần 3 tháng mà không ai biết ông đang ở đâu. Ông được trả tự do sau khi ký văn bản thú tội liên quan đến trốn thuế. Sau khi biến mất một cách bí ẩn khoảng 3 tháng, cuối cùng nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng lộ diện vào tháng 10 năm 2018 như Ngải Vị Vị. Qua một tâm thư trên mạng xã hội Weibo, trong thư, người đẹp xin lỗi người hâm mộ và chính phủ vì đã lợi dụng các hợp đồng âm dương và những biện pháp trốn thuế khác. Cô cũng thông báo việc đã nộp khoản tiền phạt lên tới 884 triệu nhân dân tệ, tương đương 128 triệu đô, là khoảng 3.100 tỷ đồng, nhưng dư luận vẫn vô cùng phẫn nộ. Theo sau China Morning Post, cô đã được thả khỏi nơi giam lỏng bí mật, một khu nghỉ dưỡng sang trọng chỉ 2 tuần trước khi đăng bức tâm thư trên và trở lại Bắc Kinh, trong khi cơ quan thuế hoàn tất cuộc điều tra của họ. Việc chính phủ Trung Quốc túm tóc hỏa đáng giàu nhất đất nước tỷ dân này được cho là lời cảnh báo nghiêm khắc tới toàn bộ Cbiz. Jonathan Landret là cựu biên tập viên của tạp chí Hollywood Reporter làm việc tại Bắc Kinh, đã theo dõi nền công nghiệp giải trí Trung Quốc trong thời gian dài. Ông nói với CNN rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi một nước cờ khôn khéo khi muốn sử dụng những nhân vật nổi tiếng để bán giấc mơ Trung Quốc, song lại không muốn tiết lộ sự phân chia thu nhập khắc nghiệt bên trong. Landret nói, có lẽ việc này chỉ để răn đe người dân phải đóng thuế. Nếu ai đó nổi tiếng bị phát hiện trốn thuế, tôi nghĩ nó sẽ gây ra biến động cho ngành sản xuất phim ảnh trong thời gian tới. Mọi người từ lâu đã biết đến một bí mật rằng ngân sách phim là nơi tuyệt vời để giấu tiền. Landret nói với CNN, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ cũng hy vọng rằng với việc làm sáng tỏ vấn nạn trốn thuế của người nổi tiếng có thể làm chệch hướng chú ý và tránh sự giám sát chặt chẽ hơn các vấn đề tham nhũng của các quan chức chính phủ hàng đầu và gia đình họ. Có thể nói, scandal tai tiếng này đã khiến cho đế chế Phạm Băng Băng gần như sụp đổ hoàn toàn. Cô còn bị cho là đối mặt với 5 năm không được tham gia hoạt động nghệ thuật, mất vai chính trong 3 phim điện ảnh và vô số hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu. Các công ty cô tham gia đầu tư cổ phiếu đều lao dốc mạnh. Quản lý của Phạm Băng Băng, Mục Hiểu Quang, cũng bị điều tra hình sự vì hành vi tiêu hủy sổ sách mà ông được cho liên quan đến hoạt động của xã hội đen, thậm chí liên quan đến 2 vụ giết người. Sau khi phanh phui, Phạm Băng Băng trốn thuế, năm 2018, cựu MC nổi tiếng của đài CCTV tiếp tục khiêu khích đạo diễn Phùng Tiểu Cương và ám chỉ vì đạo diễn này cũng sử dụng hợp đồng âm dương nhằm gian lận thuế vụ. Theo trang NTD TV, thực chất Thôi Vĩnh Nguyên có mối thù kéo dài 15 năm với đạo diễn Phùng Tiểu Cương, biên kịch Lưu Chấn Vân và Phạm Băng Băng cùng công ty Hoa Nghị Huynh Đệ. Lý do là bởi bộ phim Di động của Phùng Tiểu Cương được cho là đã đem những tình tiết đời thực của MC Thôi Vĩnh Nguyên ra để làm trò cười cho khán giả, và từng khiến MC nổi tiếng này bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Vì vậy, chính phủ đã lợi dụng tư thù cá nhân của nam MC tấn công Cbiz một cách đầy khôn khéo. Cuộc sống của Phạm Băng Băng hậu bê bối. 5 năm sau scandal trốn thuế, nữ diễn viên sống khép kín, ít gặp mọi người, vẫn nỗ lực tìm đường quay lại showbiz nhưng vô vọng khi các lệnh cấm siết chặt hoạt động nghệ thuật với các nghệ sĩ từng vi phạm pháp luật, đạo đức liên tục được giới chức Trung Quốc ban hành. Cô tận dụng danh tiếng còn lại để phát triển hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Phạm Băng Băng cho ra mắt thương hiệu làm đẹp Frame Beauty Script của mình vào tháng 4 năm 2019 và làm bàn đạp giúp Phạm Thư Thừa có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn khá từ tốn trong việc kết hôn, dù cô đã ở tuổi 42. Năm 2023, nữ diễn viên đã gây chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28. Cô xuất hiện trong buổi họp báo, giới thiệu bộ phim mới Green Knight, cùng với đạo diễn Han Choi và nữ diễn viên Lee Yo-young. Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng đã khiến cho truyền thông quốc tế quan tâm bởi danh tiếng của cô ở Trung Quốc hiện tại gần như số 0 sau khi bị phong sát vì bê bối trốn thuế. Bộ phim Green Knight do Hồng Kông sản xuất, tuy rằng màn hóa thân được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng bộ phim của Phạm Băng Băng bị đánh giá là chắp vá, cốt truyện yếu và mạch phim chậm chạp. Tương lai của mỹ nhân họ Phạm sẽ như thế nào? Liệu cô có thể làm lại cuộc đời sau những tháng năm đen tối này không? Hay vẫn ngựa quen đường cũ, đắm chìm trong những phù phiếm xa hoa mà không nhận ra hạnh phúc đích thực của cuộc đời? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Còn bây giờ, câu lạc bộ tỷ phú xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo về một nữ minh tinh khác cũng vô cùng nổi tiếng của đất nước tỷ dân, một trong tứ đại hoa đáng lừng lẫy.